Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn. Bữa nay mình đi tới cống ngăn mặn, mình quay tàu ghe vượt cống nha các bạn. Cống này tại khu vực Sóc Trăng nha các bạn. Bữa nay ghe cũng khá đông nha. Anh giữ cống này bữa nay có lo rồi các bạn.
nào tắp cái đầu vô lề nữa. Đây khoảng cách đu theo, đu theo đi. Ah!
ít nhất là từ mười mấy hai chục chiếc, từ đây ra ngoài còn khích gịch luôn. Không thể nào đếm được luôn, hết một khúc xong luôn.